ôi, chấn động chưa, chấn động chưa các bác ơi. Mùa xuân là Tết trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây các bác ạ. Ôi trời ơi, sao mà nhiều đơn thế chị ơi. Ôi trời ơi, nhìn này. Ôi trời ơi. Đây là đơn hàng của các bác. Đào cho tốn hạt đây các bác nhá. Đây là đơn hàng của các bác. Tán cây nào xong bỏ luôn sang bên cạnh. Ờ. Cây 1 năm có đơn 2 cây đấy. Mẹ có ghi là 1 cây 2 cây không mẹ ơi? Dạ. Một mẹ ghi là 1 năm là mẹ không ghi 2 cây, là tức là 1 cây đúng không mẹ? Đây. À, 2 3 cây 1 năm ghi đây thế. Đúng rồi. Sáng em cũng vừa thắc mắc đấy. Thế à? Ừ. Chứ nếu không như thế là sẽ bị nhầm, dán nhầm đơn. Yêu ơi, thật là dã man và tàn bạo. Không gói kịp các bác ạ. Những đơn hàng mà buổi trưa nay các bác chốt đơn nhá, em xin khất lại các bác. Thật sự là em mệt lắm rồi, sáng mai em mới đầu gói đi đơn cho bác được nhá. Hôm nay em chịu rồi, tí nữa em còn hàng gửi xe nữa. Đơn từ buổi trưa thôi, còn sáng nay các bác chốt thì tối hôm qua là hôm nay em cho đi hết rồi. Thật sự hôm nay em tạo đơn cả buổi trưa, còn không có giờ nghỉ để ăn cơm nữa. Cố lên đơn cho các bác phải đi cho nó. Cái ngày hôm nay có dồn đơn nhiều quá. Đơn 1 triệu, đơn 2 triệu. Bỏ lại đơn này thì bỏ lại. Đơn này không hiện COD đi. Là chị đánh, chị quên không đánh tiền hay là in nó không? Không, vẫn đấy nhưng mà nó vẫn bị lỗi. Không hiểu sao thỉnh thoảng nó vẫn báo như thế. Vẫn phải kiểm tra từng đơn một, không nó bị sốt. Không hiểu sao. Từng đơn kiểm tra đấy, đấy vẫn có một đơn bị. Và nó cắn luôn. Người kể cả nhà thì nó về nó cắn. Nó cắn mừng. Mùa xuân là Tết trồng cây mà mình nên là thế nào là mình phải trồng thật sớm vào đầu năm nhé. Năm nay vừa rồi nó nhuận một tháng rồi ấy các bác. Thế là năm nay các bác nếu như mình đã xác định trồng những cái cây đầu xuân năm mới mình trồng sớm mà. Năm nay em có thể là tháng 2 em sẽ cắt, em không gửi nữa đâu. Nên là các bác đặt hàng thật sớm để bên chúng em gửi cây sớm cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Xin chúc các bác đầu xuân năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.